Sáng nay tại tỉnh Tabongkhamun, Campuchia diễn ra lễ kỷ niệm 47 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot với sự chủ trì của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ, Bộ Quốc phòng Campuchia. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước ta do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 4 năm 1945, tập đoàn phản động Pol Pot sau khi lên nắm quyền đã khiến dân tộc Campuchia rơi vào bi kịch lớn của dân tộc. Đất nước chột tháp đứng trước thảm họa diệt chủng. Không những vậy, tập đoàn Pol Pot còn thực thi chính sách thù hận chống Việt Nam, coi Việt Nam là kẻ thù của Campuchia, hòng chà đạp mối quan hệ song phương giữa hai nước. Giữa thời điểm gian nan tột độ của cách mạng Campuchia, ngày 20 tháng 6 năm 1977 đánh dấu cột mốc lịch sử về thời điểm Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cùng một số đồng đội sang Việt Nam tìm sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam trong nhiệm vụ giải phóng, hồi sinh nhân dân và đất nước Campuchia đang trên bờ diệt vong. Sau khi đập tan chiến tranh xâm chiếm biên giới Tây Nam Việt Nam của tập đoàn phản động Pol Pot, đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và xuất phát từ truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc, Việt Nam đã đưa quân tình nguyện sang kề vai sát cánh, không quản hy sinh, cùng với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia, anh dũng chiến đấu, giải phóng Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đưa đến chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979. Lễ kỷ niệm 47 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot không chỉ nhắc nhở thế hệ sau ghi nhớ dấu mốc lịch sử về sự khởi nguồn của cuộc đấu tranh vì chính nghĩa, lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo, mà còn là minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, gắn bó sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia, mà lớp lớp các thế hệ nhân dân hai nước hiện nay và mai sau luôn khắc ghi, tiếp nối và phát triển bền vững lâu dài, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, đoàn kết gắn bó giữa hai nước và quân đội. Tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã trao huân chương đoàn kết cho các cá nhân, tập thể, bao gồm 17 cán bộ của Việt Nam trong việc cất bốc hồi hương 49 hải cốt chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia từ Đồng Nai, Việt Nam về Campuchia. Cũng trong dịp này, đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự lễ khởi công trình nhà khách, nhà ở tại khu vực X-16.